Xin chào mọi người, video hôm nay chúng ta sẽ đàm phán về một chủ đề quan trọng đối với ngành công nghiệp, đó là các tình huống nguy hiểm khi sản xuất thùng hộp carton. Trong thời lượng video này, chúng ta sẽ chi tiết tìm hiểu về những rủi ro và biện pháp an toàn cần thiết trong quá trình sản xuất thùng hộp carton. Phần 1. Nguy cơ từ nguyên liệu. Đầu tiên, hãy bắt đầu với nguyên liệu. Việc sử dụng nguyên liệu chất lượng là quan trọng, nhưng nếu không được quản lý đúng cách, nó có thể tạo ra nhiều nguy cơ. Hóa chất độc hại và quản lý không hiệu quả có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của công nhân và ảnh hưởng đến chất lượng cuối cùng của sản phẩm. Phần 2. Thiết bị và máy móc. Quá trình sản xuất thùng hộp carton đòi hỏi sự chính xác từ thiết bị và máy móc. Nếu không được bảo dưỡng đúng cách, chúng có thể trở thành nguồn gốc của nhiều tai nạn lao động. Chúng ta sẽ xem xét các biện pháp bảo dưỡng và an toàn để đảm bảo rằng quá trình sản xuất diễn ra mạnh mẽ và an toàn. Phần 3. An toàn lao động. An toàn lao động là vấn đề không thể bỏ qua trong bất kỳ ngành công nghiệp nào, và ngành sản xuất thùng hộp carton cũng không phải là ngoại lệ. Chúng ta sẽ đi sâu vào các quy tắc an toàn cơ bản, cũng như hướng dẫn sử dụng cho các thiết bị và máy móc phổ biến trong quá trình sản xuất. Việc hiểu rõ và tuân thủ đúng các quy tắc này sẽ giảm thiểu rủi ro tai nạn. Người lao động cần được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ cá nhân để đảm bảo an toàn trong môi trường làm việc nguy hiểm. Chúng ta sẽ thảo luận về loại thiết bị bảo hộ phổ biến và tại sao chúng quan trọng. Hệ thống phản hồi và đào tạo liên tục đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho mọi người luôn cập nhật với các quy tắc và biện pháp an toàn mới nhất. Chúng ta sẽ thảo luận về cách thiết lập hệ thống này để giữ cho môi trường làm việc luôn an toàn và hiệu quả. Phần 4. Quản lý chất thải và môi trường. Sản xuất thùng hộp carton tạo ra lượng lớn chất thải. Nếu không được quản lý đúng cách, nó có thể gây hậu quả tiêu cực đến môi trường. Chúng ta sẽ thảo luận về các biện pháp quản lý chất thải và bảo vệ môi trường nhằm giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến hành tinh của chúng ta. Tóm lại, sản xuất thùng hộp carton không chỉ là về chất lượng sản phẩm mà còn là về an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Hy vọng rằng video này sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về những thách thức và biện pháp an toàn trong ngành này. Bên dưới phần mô tả video, mình có đính kèm đường dẫn tải về bộ tài liệu an toàn lao động của 32 ngành nghề phổ biến. Đặc biệt là nó hoàn toàn miễn phí nhé!